Kính thưa quý vị, thâm nhập vào thực tế, phóng viên View24 đã góp phần cùng cơ quan chức năng phát hiện và đưa ra ánh sáng một số vụ việc khiến người tiêu dùng không khỏi giật mình vì sản phẩm nhiễm hóa chất độc hại. Vâng, thực phẩm bẩn là tội ác, và ngày hôm nay, những gì mà phóng viên của chúng tôi dấn thân điều tra chắc hẳn cũng sẽ khiến quý vị bàng hoàng. Đây là những đống rác hôi thối ngay cạnh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Lẫn trong đó là các loại nông sản đã thối rữa, dập nát. Nhưng chúng chưa đến lúc được dọn đi. Hàng chục người đang vây quanh hối hả bới móc trong các đống rác hôi thối. Vậy những người này đang làm gì? Cô lựa về làm gì đây? Đâu rồi con? Bán lẻ bán như mấy người xe về để bán hả cô? Câu trả lời đã rõ. Thay vì tập kết đến nơi xử lý rác thải, chúng lại được nhặt về, chế biến và đưa đến tận miệng người tiêu dùng. Bên cạnh những quả cà chua đã thối, dỉ nước đen là những quả cà chua dập nát. Rất có thể chúng sẽ có trong một món ăn nào đó mà chúng ta chỉ khuất mắt trông coi. Người lượm chẳng dám ăn, người mua cũng chẳng chọn. Hãy xem người phụ nữ này làm gì với số phế phẩm nông sản bẩn, mất vệ sinh này. Đây lượm về bán là gì? Về nấu cơm để bán á. Còn đây là chiến lợi phẩm sau khi bới tung những đống rác. Chẳng phải bỏ tiền, chỉ tốn công bới và liệu. Bất chấp hậu quả với người tiêu dùng, những chiếc xe như thế này nối đuôi nhau vội vã rời khỏi những bãi rác trong khu chợ tấp nập. Và điểm đến, có lẽ ai cũng nhận ra là nhà hàng, quán ăn và những khu chợ khác.